Được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 hôm nay, xin kính mời quý vị đến với tin tức nóng nhất sau đây. Tin nóng: Việt Nam thêm 6 ca nhiễm Covid-19, có 10 địa phương qua 14 ngày không có bệnh nhân. Tiết lộ cách để tránh lây nhiễm Covid-19 khi ngồi chung xe Hải Dương chính thức lập tổ Covid-19 trong công sở, giám sát cả công chức đi nhậu, đi hát Dịch bệnh được kiểm soát, Hải Dương tiến hành giải thể bệnh viện dã chiến số 1 Phát hiện mới về nhóm người dễ bị tái mắc Covid-19 nhất Hương Yên dỡ phong tỏa một xã có 3 ca mắc Covid-19 Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết Mở đầu là tin nóng, Việt Nam có thêm 6 ca nhiễm Covid-19, có 10 địa phương qua 14 ngày không có bệnh nhân. Vâng thưa quý vị, tối ngày hôm nay 27 tháng 2, Bộ Y tế công bố nước ta ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 là các F1 đã được cách ly trước đó tại Hải Dương. Cụ thể, 2 ca tại huyện Kim Thành, 1 ca tại huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2405, 2406 đã được cách ly tập trung từ ngày 24 tháng 2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 3, Đại học Sao Đỏ, cơ sở 2. Một ca tại huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2405 đã được cách ly tập trung từ ngày 21 tháng 2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 3, Đại học Sao Đỏ, cơ sở 2. Một ca tại huyện Kinh Môn là F1 của bệnh nhân 1712 đã được cách ly tập trung từ ngày 5 tháng 2, bệnh nhân 2428. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến số 2, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 3 ca tại thành phố Hải Dương. 2 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của bệnh nhân 2342 đã được cách ly tập trung từ ngày 18 tháng 2. Bệnh nhân 2429, 2431 hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến số 2, bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Một ca tại thành phố Hải Dương là F1 của bệnh nhân 1863 và bệnh nhân 2237 đã được cách ly tập trung từ ngày 2 tháng 2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 2, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 10 tỉnh thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 2 hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 1.530 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong số đó, lượng ca mắc mới từ 27 tháng 1 đến nay là 837 ca. Tổng số người tiếp xúc gần nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 63.998, số ca tử vong 35 ca, số ca điều trị khỏi 1.844 ca. Tin tiếp theo, tiết lộ cách để tránh lây nhiễm COVID-19 khi ngồi chung xe. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 còn kéo dài, người dân toàn cầu buộc phải sống chung, tìm cách bình thường hóa cuộc sống trong điều kiện mới. Một trong những nhu cầu thường trực của người dân đó là di chuyển, sử dụng xe hơi cá nhân, các dịch vụ taxi, chia sẻ xe. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào để ngồi chung ô tô tránh được lây nhiễm virus? Hướng dẫn di chuyển bằng ô tô an toàn khi dịch chưa được kiểm soát, việc di chuyển bằng ô tô, sử dụng dịch vụ xe công nghệ đặt ra rất nhiều thách thức, bởi cứ mãi giãn cách xã hội là điều không thể, trong khi phân tử virus dễ dàng di chuyển trong môi trường xe kín, hẹp. Virus gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể lây lan qua giọt bắn từ các hành vi ho, hát hơi hoặc qua dạng hạt khí dung hay còn gọi là aerosol, loại giọt có kích thước siêu nhỏ dưới 5 micromet đến mức có thể chui qua cả khẩu trang thông thường, bay ra trong lúc mọi người nói chuyện, thậm chí chỉ là thở. Nhiều cơ quan kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh trên thế giới khuyến cáo người dân hạn chế số người ngồi trong xe, chỉ nên từ 1 đến 2 người, bao gồm cả người lái, kể cả khi người ngồi trong xe là người thân thuộc cùng gia đình. Tất cả người ngồi trong xe phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay trước và sau khi ra khỏi xe. Chủ xe nên thường xuyên làm sạch, diệt khuẩn những khu vực hay chạm như nút bấm radio, điều chỉnh nhiệt độ, thắt dây an toàn, vô lăng, cần số. Đối với phương tiện thương mại, nhiều hãng taxi và dịch vụ xe công nghệ như Uber hay Lyft đã sử dụng tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau để ngăn nguy cơ lây lan virus. Phương pháp này chỉ giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm qua giọt bắn lớn trong trường hợp người ngồi trong xe ho hay hát hơi, chứ không giúp ngăn ngừa lây nhiễm qua hạt khí dung trong không khí vì vẫn có những khoảng trống, lỗ trong tấm ngăn mà các hạt có thể xuyên qua. Với đường lây nhiễm này để hạn chế nguy cơ, nhiều trung tâm phòng tránh và kiểm soát dịch bệnh trên thế giới đã đề nghị người lái xe mở cửa sổ trong quá trình di chuyển. Vì sao mở cửa xe giúp hạn chế virus lây lan? Thưa quý vị, một nghiên cứu vừa được công bố đầu năm nay trên tạp chí y tế Science Advance qua sự kết hợp giữa giáo sư vật lý Vargas Matai và ba nhà khoa học đến từ Đại học Brown đã cho thấy những góc nhìn sâu về vấn đề này. Trong cuộc thử nghiệm, ba nhà nghiên cứu sử dụng máy tính mô phỏng các dòng không khí lưu thông bên trong một chiếc Toyota Prius đang di chuyển với tốc độ 80 km h Bối cảnh mô phỏng của thí nghiệm đó là trong xe có hai người, bao gồm một người ngồi ghế lái, người còn lại ngồi ghế khách ở phía sau bên phải. Đây là cách xếp chỗ ngồi thường thấy trong mùa dịch khi người dân chia sẻ ô tô, từ sử dụng taxi truyền thống, dịch vụ chia sẻ xe như Uber, Lyft cho đến xe hơi thông thường, nhằm tăng mức giãn cách xã hội tối đa. Giáo sư vật lý Matai giải thích. Các nhà khoa học đặt giả thuyết người ở ghế lái nhiễm virus Covid-19 và người còn lại thì không. Đồng thời điều hòa ô tô được bật để tăng mức độ lưu thông không khí. Kết quả nghiên cứu chỉ ra khi toàn bộ 4 cửa sổ xe hơi bị đóng kín sẽ có 8 đến 10% lượng hạt khí dung từ người ngồi trong xe lan tới người còn lại. Đồng thời dù có ngồi giãn cách hết sức và đeo khẩu trang, vị khách vẫn có thể lây nhiễm virus từ người ngồi ghế lái tuy nhiên trong nghiên cứu khi các nhà khoa học thử hạ tất cả các cửa sổ xuống mức lưu thông không khí tăng tối đa mức độ khí dung từ người này lây sang người kia được giảm đáng kể chỉ còn ở 0,2 đến 2% song các tác giả thừa nhận việc mở tất cả cửa sổ khi di chuyển thường khá khó chịu đặc biệt trong thời tiết mùa đông lạnh giá khắc nghiệt trời mưa và khói bụi các nhà nghiên cứu chỉ ra lựa chọn tốt thứ hai đó là mở cửa kính ở hai phía những người ngồi trong xe tức là mở một cửa ở phía người lái và cửa đối diện cạnh người ngồi sau bên phải đồng thời hai cửa không cần phải mở toang hết mà chỉ cần hạ thấp xuống một nửa là đủ mang lại hiệu quả Cách thức này tạo ra môi trường như quạt chắn gió khi mở cửa kính ở hai phía đối diện. Không khí do người ngồi trong xe thải ra đều được hút ra ngoài, tạo điều kiện cho gió và không khí bên ngoài lưu thông tốt, làm loãng mật độ phân tử virus. Ông Matha nói. Chuyển sang tin tiếp theo thưa quý vị. Hải Dương chính thức lập tổ COVID-19 trong công sở giám sát cả công chức đi nhậu đi hát. Kính thưa quý vị, trao đổi với phóng viên chiều ngày 27 tháng 2, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết địa phương vừa ban hành quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn. Quy định này do Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái Ký bắt đầu thực hiện từ 27 tháng 2. Theo đó, vi phạm áp dụng gồm tất cả nơi làm việc của cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở lao động, ký túc xá cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Quy định này cũng áp dụng cho tất cả các đối tượng cán bộ, công chức viên chức, nhân viên, người lao động, người sử dụng lao động. Đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng chống COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả. Để tiến tới trạng thái vừa làm việc an toàn, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu cầu mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp thành lập ít nhất một tổ phòng chống dịch COVID-19. Tổ này hoạt động giống như tổ COVID-19 cộng đồng đang hoạt động rất hiệu quả lâu nay trong các khu dân cư. Do đó, khi thành lập các đơn vị, cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, bộ phận lập danh sách theo dõi giám sát sức khỏe hàng ngày đối với người lao động, theo nội dung trong biểu mẫu gửi kèm. Nhằm hạn chế tiếp xúc xã hội, Tổ COVID-19 quy định chỉ những người có liên quan trực tiếp mới làm việc trực tiếp với khách và đối tác từ bên ngoài đến làm việc tại cơ quan đơn vị. Mỗi nơi làm việc bố trí một địa điểm thiết lập phòng cách ly tạm thời để xử lý tình huống khi có trường hợp nghi mắc COVID-19. Đối với khách, đối tác đến làm việc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát trùng tay, phải đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân, thông báo tình hình sức khỏe, các yếu tố dịch tễ có liên quan đến dịch bệnh. Người đến giao dịch với mục đích cá nhân không được vào bên trong công sở đơn vị. Nói về mục đích của tổ COVID-19, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho hay Tổ sẽ giám sát hàng ngày cán bộ người lao động có đi vào bệnh viện, có đi nhậu, đi hát karaoke không, nếu có chủ động nhắc nhở và theo dõi, có giải pháp ngay. Tới đây, dỡ lệnh cách ly xã hội, kể cả khi dập dịch xong thì công tác phòng chống dịch luôn phải ở trạng thái đang kích hoạt. Chúng ta có thêm hàng ngàn tổ giám sát COVID-19 trong đơn vị, doanh nghiệp để ai cũng phải nhắc nhau cảnh giác, phòng ngừa dịch bệnh. Ông Thăng nói thêm. Chuyển sang tin tức khác, Dịch bệnh được kiểm soát, Hải Dương tiến hành giải thể bệnh viện giã chiến số 1. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Hải Dương ký quyết định về việc giải thể bệnh viện giã chiến số 1, quyết định có hiệu lực từ hôm nay. Chủ tịch Hải Dương giao giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh tiếp tục điều hành hoạt động của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn động. Việc bệnh viện dã chiến số 1 giải thể đánh dấu bước chuyển quan trọng đưa thành phố Chí Linh sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường sau ngày 2 tháng 3. Trung tâm y tế thành phố Chí Linh sẽ trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho hơn 170.000 người dân tại thành phố Chí Linh. Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 tại đây sẽ được chuyển sang bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Đại học Sao đỏ cơ sở 2 thành phố Chí Linh. Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục Phó Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, thời điểm khi dịch bùng phát tại Hải Dương, số ca mắc mới mỗi ngày đều ở mức cao. Đoàn công tác của Bộ Y tế phối hợp với cơ quan, ban ngành tỉnh Hải Dương thiết lập cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đại học Sao Đỏ Cơ sở 2, thành phố Chí Linh. Bệnh viện giã chiến số 3 nhằm mục đích thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 để phòng trường hợp bệnh viện giã chiến số 1 và số 2 quá tải. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương cơ bản được kiểm soát, cơ sở này đi vào hoạt động với mục đích tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 1. Chúng tôi xác định đây là cơ sở chỉ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 vừa và nhẹ, còn những ca bệnh nặng vẫn sẽ được chuyển đến Bệnh viện Giã chiến số 2, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, ông Khoa cho biết. Chia sẻ thêm về lý do đưa Bệnh viện Giã chiến số 3 đi vào hoạt động, ông Khoa nói, với hơn 170.000 dân, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn thành phố Chí Linh rất cao. Vì vậy, sau khi số bệnh nhân còn lại tại Bệnh viện giã chiến số 1 được rời đi, chúng tôi sẽ tiến hành phun khử khuẩn, dọn vệ sinh để Trung tâm Y tế Chí Linh trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường, sớm ổn định cuộc sống của người dân sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Tại Hải Dương, từ ngày 22 tháng 2 đến nay, số ca bệnh ghi nhận trong ngày tại tỉnh đều dưới 10. Như vậy, diễn biến dịch ở Hải Dương đang có chiều hướng tích cực. Tổng số ca bệnh ở Hải Dương cộng dồn đến nay 654 trường hợp. Thành phố Hồ Chí Linh vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất, 375 ca, tiếp đến là Cẩm Giàng 100 ca. 6 địa phương có số ca bệnh thấp dưới 10 là Thanh Hà 4, Bình Giang 4, Ninh Giang 3, Tứ Kỳ 3, Gia Lộc 1 và Thanh Biện 1. Chuyển sang tin tiếp theo, phát hiện mới về nhóm người dễ bị tái mắc COVID-19 nhất. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC vừa công bố nghiên cứu về nhóm người có nguy cơ tái mắc COVID-19 cao. Nghiên cứu được đăng tải trên báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tử vong của CDC dựa trên hai đợt bùng phát COVID-19 cách nhau 3 tháng tại một viện dưỡng lão ở Kentucky, Mỹ. Trong đó, đợt bùng phát từ giữa tháng 7 đến tháng 8 năm 2020, nghiên cứu phân tích trên 20 người cao tuổi và 5 nhân viên chăm sóc đã có kết quả dương tính với nCoV. Đợt 2 từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 với 85 người cao tuổi, 43 nhân viên y tế mắc COVID-19. Kết quả cho thấy, 5 người trong số họ tái nhiễm SARS-CoV-2 sau hơn 90 ngày kể từ lần mắc COVID-19 đầu tiên. Họ đều có ít nhất 4 lần xét nghiệm acid nucleic âm tính. Vì vậy, CDC loại bỏ tình trạng bệnh nhân còn sót lại virus trong người hay hiện tượng dương tính giả do còn kháng thể. Hai bệnh nhân tái mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ trong lần nhiễm virus đầu tiên. Tuy nhiên ở lần mắc COVID-19 thứ hai, họ có diễn biến nặng hơn, một người phải nhập viện cấp cứu, người còn lại không qua khỏi và đã tử vong. Theo các nhà nghiên cứu, điều này là hiện tượng rất đáng chú ý vì nó cho thấy ngay cả bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng trong lần mắc COVID-19 đầu tiên thì cơ thể của họ không tạo ra phản ứng miễn dịch đủ mạnh để ngăn ngừa tái nhiễm ncov. Kết quả cũng cảnh báo có thể lần mắc COVID-19 thứ hai sẽ khiến bệnh nhân bị nặng hơn. Những phát hiện của nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các chiến lược bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 ngay cả trên bệnh nhân từng khỏi COVID-19. CNBC dẫn lời nhà nghiên cứu Allison Cavanaugh, người dẫn đầu dự án trên. Tuy nhiên, nhóm tác giả thừa nhận nghiên cứu có một số hạn chế, đó là mẫu thử nhỏ, không được lưu trữ nên họ không thể giải trình tự gen để xác định nguyên nhân cách thức hoạt động của virus trên những bệnh nhân bị tái mắc COVID-19. Theo nghiên cứu này, nhóm tác giả cho rằng nguy cơ tái nhiễm nCoV với dân số nói chung vẫn còn thấp. Tuy nhiên, những người cao tuổi trong viện dưỡng lão là nhóm dễ gặp rủi ro, bởi cộng đồng sống đông đúc, số lượng phơi nhiễm cao. Vì vậy, những nơi này nên tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Tin tiếp theo, Hưng Yên giữa phong tỏa một xã có 3 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên công bố quyết định dỡ lệnh phong tỏa xã Yên Phú, nơi phát hiện 3 ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên của tỉnh. Trước đó, ngày 8 tháng 2, huyện Yên Mỹ ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên, đó là anh DCL, sinh năm 1983, trú tại thôn Tử Hồ, xã Yên Phú, là giáo viên cao đẳng công thương ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giang, Hải Dương anh DCL thông tin với cơ quan chức năng, ngày 27 tháng 1, anh cùng 4 đồng nghiệp lên huyện Văn Giang xem quất rồi về xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Sáng ngày 6 tháng 2, anh DCL có biểu hiện khác thường nên đến phòng khám tại thị trấn Khoái Châu kiểm tra sức khỏe, kết quả viêm phổi. Ngày 8 tháng 2, anh khám tại Bệnh viện Phổi Trung ương Hà Nội qua test nhanh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó anh được cách ly làm xét nghiệm tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm hai người thân của anh DCL dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 9 tháng 2, huyện Yên Mỹ quyết định khoanh vùng cách ly phong tỏa xã Yên Phú để phòng chống dịch COVID-19. Tại xã Yên Phú, lực lượng chức năng đã thành lập 16 chốt kiểm soát phòng chống dịch. Sau 2 tuần phong tỏa, lực lượng y tế tỉnh Hương Yên xác định 100% trường hợp F1, F2 các ca bệnh trên địa bàn cho kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ quyết định kết thúc phong tỏa xã Yên Phú. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ.